Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì cô chú anh chị anh thấy gái miền Tây. Chú Niêu hả? Cảm ơn con nha, để chú rút ngang cái đã. Lỡ rồi. Hai con cá chép. Em bay con cá. Ủa mà con đi không xanh cá cái đã. Anh Niêu ơi, sao cái con của anh nó nằm ngang ngộ vậy? Hai con cá chép rất là bự ha, hai con cá chép rất là to luôn cô chú anh chị. Hai con cá chép cô chú anh chị to ha. Thì hôm nay thì không biết là hai con cá chép này được để đây để tới trình với cậu rồi xong đó là đi thả luôn cô chú anh chị. Chị gái chào con trai. Anh thắp hương rồi cho anh ấy. Hai con cá chép nè. Anh ăn bài nãy giờ đi đi. Cô chú anh chị. Mô Di Đà Phật, hôm nay là ngày 20. Hôm nay là ngày 21. Nói cô chú anh chị ơi thì đây là của một cô ở quận 8 nữa cô chú anh chị, giấu tên ở thành phố Hồ Chí Minh đến đây gửi cho mà mấy con cá để phóng sinh cô chú anh chị. Phóng sinh trước khi đến phóng sinh thì mấy anh cũng tới viếng mộ, đến viếng để trình với cậu, trình với mộ cậu, sau đó thì đi phóng sinh của chú anh chị. Đó là cũng những giỏ cá đó nữa cô chú anh chị, chắc có lẽ là đi phóng sinh ở cái tuyến đường gọi là cái chỗ cái đường phóng sinh đó cả nhà, cái suối phóng sinh đó cả nhà, rồi đi ra đó phóng sinh cho cô chú anh chị. Hai con cá chép rất lớn và cũng như là mấy con cá nhỏ nhỏ của chú anh chị. Xe hơi chạy không kịp xe máy. Cô chú anh sáng nay thì bà con rất là đông ha. Xe này cô chú anh chị, xe quá trời sáng rồi, siêu viếng rất là đông. Thì nghe nói là chị nghe nói là chị Hồng Loan ở dưới là bán hàng được lắm anh, bán rất là đông hả, là cứ hàng liên tục đi bằng xe tải được không hả? Dạ. 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 Là quá quý luôn rồi chú anh chị ơi. Đó, đây là cá chép nè, cá của cô ở cá đen mua mà. Cá đen mua hả? Cô đen mua còn con kia mấy con kia. Rồi dạ. Rồi cô chú anh chị. Chạy hôm nay chị được 1 tiếng mà ơi. Phóng không hả? Dạ nghe, vậy là lát nữa là chị Hồng Loan xuống. Mất 10 giờ nè. Vậy hả? Vậy là nghe thông tin là một xíu nữa là chị Hồng Loan xuống cô chú anh chị. Nghe nói là cô Ngọc Giàu xuống không? Có. Nghe nói là cô Ngọc Giàu chuẩn bị xuống nữa hả? Thì đây là thông tin cô chú anh chị. Thì không biết có không cô chú anh chị mình chờ xem video nha. Nghe nói là chị Hồng Loan chuẩn bị xuống nè. Kèm bên cạnh có cô Ngọc Giàu, cô Ngọc Giàu xuống là vui nha. Cô Ngọc Giàu xuống là chia sẻ là vui với cô chú anh chị. Hãy đón xem video của em nha. Thì mấy anh kia đi đi phóng sanh rồi cả nha. Trong đây thì bà con cô bác đang đến viếng nè. Bên đây viếng đông lắm cô chú anh chị. Đó, đây nè. Bà con cô bác đến viếng rất là đông, hôm nay là chủ nhật cô chú anh chị. Khá là đông nha. Rồi hôm nay thì có chị Thanh Loan xuống. Chị Thanh Loan xuống rồi thêm bé Mi nữa, bé Cao Cao nè cả nhà. Bé Mi và bé Cao Cao nè. Đó, bé Mi đang mời nước mọi người nè, đây, cao gì đâu mà cao dữ không biết.
nha chú anh chị. Thì để thôi sẵn cái video này luôn thì em cũng chia sẻ với cô chú anh chị luôn, thì có một cô ở Phú Nhuận đã thương ốc tiêu vì hoàn cảnh khó khăn, với lại mẹ thì bị bệnh. Ốc tiêu ơi, hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị bệnh nên cái cô ở Phú Nhuận á thấy được cái clip nên đã thương ốc tiêu và cũng có gửi và chia sẻ, giống như là lá lành đùm lá rách, cô có phát tâm coi như là giúp ốc tiêu cho trang trải cuộc sống trong cái thời điểm này của chú anh chị đấy. Thì có một cô, thì cô này là cô ở Phú Nhuận, có lẽ là ốc tiêu cũng nhận cô nhận tiền á, ủng hộ cũng một lần hai lần như thì phải đó. Thì hôm nay trước mặt của cô chú anh chị á, thì đây là ốc tiêu ha, thì được sự sự gì ta, được sự nói chung là nhờ của cô ở Phú Nhuận có gửi cho Tài. Cô đứng im đó, đứng im đó, đi sao lui lui hoài vậy, đứng im đó đi nó. Thì cô giấu tên, cô ở Phú Nhuận có gửi cho ốc tiêu 2 triệu, là nghe nói là mẹ ốc tiêu bị bệnh phải không, mẹ bệnh sao? Mẹ nói chung là già đó, bị bệnh này bệnh kia, hỏi cái bệnh là đi bệnh viện, hỏi cái bệnh là đi bệnh viện. Dạ, yeah. Tốn tiền nhiều không? Dạ, mẹ có bảo hiểm giảm hình như 80% mua ở trong xã đó. Dạ, yeah. Nhưng mà cứ bệnh la gai hoài. Dạ, đúng rồi. Rồi, thì cô có xem cái video thì cô cũng thấy nó là mẹ ốc tiêu bệnh với lại hoàn cảnh cũng khó khăn. Dạ. Nên cô thương ốc tiêu, nên cô cũng có gửi một ít tiền cho ốc tiêu, là số tiền một ít đó là 2 triệu. Đó, dạ. cô nói là gửi cho mẹ nha, gửi cho mẹ, dạ. Ốc tiêu nha. Đó, giờ để uống thuốc trị bệnh. Còn riêng ốc tiêu thì cô không có gửi. Dạ. Cô gửi cho mẹ nha. Dạ. Nó chắc chắn. Tại vậy. Dạ. Đây 1 triệu. Quay video lại. Ừ. Đó, để giúp cho mẹ có cái gọi là rất lắm lắm đi. Đó là 1 triệu nha, đây là 2 triệu, đó. Thì cô ở Phú Nhuận rồi, ốc tiêu chia sẻ gì với cô đi. Con không biết nói gì hơn ngoài câu nói con cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều vì đã quan tâm đến con, mẹ con và gia đình con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Rồi, cô cũng có một cái mong muốn là thấy mặt ốc tiêu, ốc tiêu tháo cô trang ra xíu được không? Tháo cô trang ra coi. Tháo cô trang ra coi. Đây là ốc tiêu của chú anh chị. Rồi, cảm ơn ốc tiêu nha. Rồi, tháo khẩu trang là nói với ốc tiêu luôn, Tài kêu tháo, cô cũng cứ kêu. Tháo khẩu trang là Tài nói. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Rồi, vậy gửi cho mẹ nha. Dạ. Rồi, đó là cô chú anh chị, đó là cái món quà sáng hôm nay thì ốc tiêu sẽ nhận từ cô ở Phú Nhuận, từ Tài đại diện gửi giùm cho cô, trao tiền giùm cho cô. Cảm ơn cô nha. Tài cũng thay mặt ốc tiêu, thay mặt cho tất cả các anh chị em, cảm ơn cô ở Phú Nhuận rất là nhiều. Tài chúc cô nhiều sức khỏe, nhiều may mắn cũng như là thành công trong cuộc sống, luôn luôn gặp nhiều may mắn và đặc biệt là có nhiều sức khỏe nha. Còn cảm ơn cô rất là nhiều. Thì sẵn hôm nay thì có ốc tiêu đến, hôm qua thì ốc tiêu không có đến cô chú anh chị nên cũng chưa có trao được, hôm nay thì mới đến nên trao cho ốc tiêu. Thôi thì em xin tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Ê. Hello. Bắt tay cái coi. Hello. Bắt tay cái coi. Bắt tay cái. Ăn gì mà ú vậy? Ăn gì? Ăn gì ú vậy? Uống sữa. Ồ, con ở đâu? Hả? Con ở đâu? Con ở đâu? Nói chú nghe coi. Con ở Cần Đước Long An. Ở đâu? Cần Đước Long An hả? Trời ơi, không ăn gì cũng ú dữ ta. Quá trời. Hôm nay là gia đình mình đi hả chị? Dạ. Đây là em hả, là con? Cháu. Cháu hả? Ở đây là con hả? Hai thằng này là con. Hai thằng trai. Trời ơi. Quá trời cưng như thế nào. Bóp bụng cái. Ông này chắc cũng ít nhất cũng phải 40 kg hơn á. 35 hả? Trời. Quá trời. Đó. Đây là cô gái bán trà đào. À, mấy chị mấy em lại uống nước kìa, lấy nước uống trà đào. Đó. Đó cô chú anh chị. Thì thôi em xin tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, bye bye cả nhà.